matter what your best excuse is. I don't wanna know, I don't wanna know. I'm ready to do it, but only think about it. I am hoping for something, but don't know how to act. First blood. I'm longing for a change, but it never happens. How you good to go? How you good to go? Maybe you should just do it, nobody says it. You're so close, but you give up when things get kinda heavy. Are you looking for something that you can just believe in? Are you good to go? Are you good to go? No one will wait up. No one will wait up. No one will wait up for you. No one will wait up. No one will wait up. No one will wait up for you. Nothing coming for the time to wake up. No one coming up for show. It doesn't matter what your best excuse is. I don't wanna know. I don't wanna know. Hello mọi người, thì mình là Kit đây và đây là cái shop refi của Kit nè, submitterkitff.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn nắp refi hoặc là thử bằng ma kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kit nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kit nè. Hi, xin chào mọi người, lại là Kit đây. Thì Kit chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui và gặp nhiều may mắn nha. Bữa nay thì Kit sẽ làm một cái video chia sẻ lại cho mọi người tất cả là 7 bước mọi người, để giúp cho các bạn có thể là mình kéo tâm một cách nó dễ dàng nhất và nó trơn tru hơn nhé. Mình bắn súng nào cũng được hết mọi người, bắn liên thanh nó cũng dễ full đỏ nè, rồi bắn one shot nó cũng dễ vào đầu hơn ha. Nói chung là Kit vừa mới thay đổi một chút ở trong cái cách mình bắn mọi người, nên là mình cảm thấy là mình di chuyển nó dễ hơn mọi người, kêu nó cũng nhanh hơn. Mặc dù là chưa phải là nhanh hơn nhiều bạn đâu, có nhiều bạn bắn hay hơn Kit rất là nhiều luôn. Chị nói là Kit thay đổi cách bắn của mình á, thì mình bắn cảm giác là mình nhanh hơn và bắn headshot nó dễ hơn so với bản thân của Kit lúc mà chưa có đổi thôi mọi người. Nên là Kit share lại cho các bạn nha. Thì nó bao gồm là 7 bước. Ở đây á, thì cái bước đầu tiên á, là nó sẽ bao gồm là cái setting của mình. Ở trong setting á, thì nó sẽ bao gồm hai cái, một là cái độ nhạy, cái thứ hai là cái phần các cái nút ở trong cái nút bắn của mình ha. Rồi cái bước số 3 là cái vị trí mà các bạn thả cái tâm súng nè. Bước số 4 á, là cái vị trí mà các bạn chạm vào nút bắn như thế nào khi mà địch nó di chuyển á, để mà chúng ta dễ kéo tâm hơn ha. Bước số 5 là cái lực kéo theo vị trí địch mọi người. Bước số 6 là cái hướng mà các bạn di tâm theo địch để cho nó ghìm tâm, nó dễ headshot hơn đó mọi người, là bước số 6. Còn cái bước số 7 là bước cuối cùng á, là cái cách mà các bạn di chuyển ở trong kéo tâm nó như thế nào khi mà các bạn gặp vào rồ nó sẽ hợp lý hơn nè. Đấy là 7 bước ha. Ok, bây giờ thì Kit sẽ không có vòng vo tam quốc nữa ha. Mình sẽ vào cái bước số 1 là cái phần độ nhạy của Kit nè. Cái này là Kit đã có thay đổi rồi mọi người, nó cao hơn cái độ nhạy lần trước Kit share cho mọi người đó. Nói chung là sau khi mà Kit thay đổi 7 bước thì mình cảm thấy là mình bắn nó khác hơn rõ rệt mọi người. Ngoài cái việc là kéo tâm nó dễ hơn á, thì mình di chuyển và mình ra keo thao tác nó cũng nhanh hơn và nó dễ dàng hơn rất là nhiều mọi người. Còn đây là cái phần setting nè. Đây là bước số 2 mọi người. Bước số 2 là phải có một cái setting nó chuẩn nha. Kit đã chuyển từ 3 ngón sang lên 4 ngón rồi mọi người. Mới chuyển thôi, đang tập thôi nên là mình bắn nó cũng chưa có được ok đó mọi người. Nên là như bạn thấy Kit bắn gà thì cũng thông cảm giùm Kit nha. Đấy, nói chung là setting này thì cũng giống như setting lần trước của Kit thôi, nhưng mà Kit có sử dụng thêm một cái ngón trỏ trên đó, ở bên tay phải mọi người, để mà thay đổi súng và mình thao tác cái thay đạn đó mọi người, cho nó dễ hơn thôi. Đấy, thì đã setting chuẩn của Kit nha. Ok, bây giờ thì Kit sẽ nói sang cái bước số 3 nha. Đó chính là Kit sẽ nói về cái tâm súng của mình ở trong kéo tâm. Thì ở trong kéo tâm á, các bạn thả tâm súng như thế nào nó sẽ dễ headshot hơn ta? Này chắc là nhiều bạn vừa rồi biết rồi đúng không nào? Thì Kit sẽ nói thế này, là những vị trí mà đặt tâm súng á, các bạn kéo sẽ dễ headshot nhất, đó chính là xung quanh đầu. Càng gần đầu thì nó sẽ càng dễ headshot mọi người. Các bạn lưu ý là đừng đặt tâm ngay đầu nha, tại vì tâm ngay đầu nó sẽ dính ngay đầu luôn. Nên là khi mà các bạn thả tâm ngay đầu á, thì mình kéo nút bắn lên thì làm cho đạn của mình nó sẽ bay qua lỗ đầu luôn, chứ nó không dính đầu đâu. Khi mà các bạn kéo á, thì chỉ nên đặt cái tâm xung quanh đầu thôi, đặt ngay vai, ngay cổ nè, ngay lỗ tai nè, sát bên lỗ tai nè, rồi ở trên cái chớp đỉnh đầu mọi người, là sẽ kéo rất là dễ vào đầu luôn ha. Đấy, với lại tiếp theo nữa, vị trí đặt tâm súng mà dễ kéo tâm nè, trong di chuyển mọi người, các bạn thả tâm phía bên ngoài cũng được, phía bên ngoài ngay cho bằng hông của địch nè, hay là sát bên cái phần chân của địch cũng được. Thì đó, mấy vị trí đó là dễ kéo tâm đó mọi người. Các bạn đặt ở xung quanh đầu nè, đặt ở sát bên phần hông nè, sát bên phần chân nè, đều rất là dễ lên đầu luôn ha. Chỉ là mình đừng có đặt ở trên đầu thôi, đặt ngay đầu, đặt ngay chân, đặt ngay bụng á, thì nó sẽ bị ghìm lại mọi người. Nên là mọi người lưu ý mình cố gắng mình chỉnh tâm cho nó chuẩn nha, thì nó sẽ rất là dễ kéo luôn. Đấy. Ok, tiếp theo bước số 4 thì Kiss sẽ nói sang là vị trí chạm vào nút bắn khi mà các bạn kéo nha. Đây là bước rất là quan trọng mọi người. Thì các bạn khi mà mình kéo tâm á, đặc biệt là one shot hoặc là cự ly gần á, thì mình cần chạm vào nút bắn á, ở cái phần nửa dưới mọi người. Cái phần mà kíp tô màu này là các bạn chạm vào thì mình kéo tâm nó sẽ rất là chắc tay và nó rất là dễ lên đầu luôn nha. Cái này á, nhiều bạn không biết, mình kéo nút bắn á, mình chạm vào điểm cao quá thì lúc mà kéo cái lực kéo của mình nó sẽ rất là yếu mọi người. Mình kéo nó cũng có lên á, nhưng mà trường hợp mà địch nó gần quá, nó gần mình quá đó thì rất là khó kéo mọi người. Để mà kéo được thì các bạn phải chạm vào phần nửa dưới nút bắn nha. Đấy. Nhiều khi là mọi người thấy là kích kéo tâm nó ra chữ C nè, rồi ra vòng cung á, nguyên nhân là do kích chạm vào cái phần nửa dưới nút bắn mọi người, cái nó ra luôn, chứ không phải là kích kéo theo hướng chữ C đâu. Đấy, thì nói chung là mọi người cứ chạm vào cái phần nửa dưới nút bắn nha, cái lực kéo của mình nó sẽ căng và mạnh hơn. Nên là các bạn kéo tâm nó rất là dễ vào đầu, rất là dễ full đỏ luôn. Ok, bây giờ thì Kiss sẽ chuyển sang cái bước số 5, đó chính là cái lực kéo theo vị trí của địch mọi người. Mọi người nhớ giùm Kiss cái câu thần chú Alibaba này nha. Địch nó càng gần thì mình kéo càng mạnh mọi người, và trượt ngón tay nó càng dài. Đấy, còn địch nó càng xa mình á, thì mình kéo ngón tay nó càng nhẹ lại và kéo từ từ thôi. Nói chung là cái này nó cũng đơn giản đó mọi người. Gần mà các bạn kéo nhẹ quá thì nó sẽ không lên, còn tầm xa mà các bạn kéo căng và mạnh quá đó thì nó sẽ bị quá đầu. Nói chung là cái này mọi người cứ cân làm sao cho nó đều cái ngón tay của mình là nó ok. Đấy, cái này nó cũng dễ lắm mọi người. Địch nó càng gần thì kéo càng mạnh, địch nó càng xa thì mình kéo càng nhẹ lại ha. Đó, rất là dễ vào đầu ha. Ok, mọi người cứ tập nhiều thì mình sẽ quen thôi mọi người. Rồi ok, bây giờ thì Kiss sẽ nói sang cái bước số 6 mọi người, một cái bước mà rất là quan trọng ở trong kéo tâm luôn nha. Đó chính là cái hướng mà các bạn di nút bắn. Mình sẽ có 3 cái hướng chính mọi người. Một là chúng ta sẽ kéo thẳng nút bắn lên, hai là chúng ta sẽ kéo chéo lên sang bên tay trái, và thứ ba là chúng ta sẽ kéo chéo nút bắn lên sang bên tay phải mọi người. Thì nó chỉ có 3 hướng kéo chính thôi. Thì ở trong trường hợp mà địch nó đứng im hoặc là nó chạy theo một cái đường song song thẳng hướng với mình á, thì mình sẽ đẩy nút bắn thẳng lên mọi người, thì nó sẽ lên đầu luôn. Còn ở trong trường hợp địch nó chạy ngang sang bên tay trái đi, thì mọi người sẽ di nút bắn chéo lên và sang bên tay trái mọi người. Còn ở trong trường hợp mà địch nó chạy sang bên tay phải á, thì mọi người sẽ di nút bắn, các bạn sẽ đẩy nút bắn chéo lên và sang bên tay phải ha. Thì nó chỉ có 3 hướng kéo chính thôi mọi người. Đó, kéo thẳng lên hoặc là kéo sang bên tay trái, hoặc là mình kéo sang bên tay phải nha. Nó tùy theo là địch nó chạy thế nào. Đấy. Ok, cuối cùng là Kiss sẽ nói sang cái bước số 7 nha, là cái bước di chuyển ở trong kéo tâm. Thì đặc biệt là ở trong solo phòng á, thì người ta sẽ di chuyển rất là nhiều, đặc biệt là bà rò mọi người, thì họ múa keo nhiều lắm. Múa keo rồi chạy nhảy rồi tùm la mọi người, nói chung là di chuyển cực kỳ nhiều luôn. Thì để mà mình one shot, mình headshot được địch á, thì chúng ta phải bắt được cái tâm. Có nhiều trường hợp các bạn phải áp sát nha, áp sát địch thì chúng ta cần phải áp sát bằng cách á, là đẩy keo tới, hoặc là mình chạy thẳng đến mọi người, sau đó mình bẻ hướng hoặc là chạy xiên, chạy xéo đi, chứ đừng có chạy sọc một mạch tới địch mọi người. Chạy thẳng tới địch á, là rất là dễ vào đầu luôn. Đấy, nên là mọi người lưu ý cái này nha. Mình cố gắng là mình chạy xéo, hoặc là chúng ta chạy thẳng đến xong giả bộ mình bẻ hướng mọi người, bẻ hướng cho địch nó bất ngờ. Đấy, ví dụ trong trường hợp này nè, là Kiss chạy xéo qua mọi người, chạy xéo qua như vậy thì rất là khó để các bạn bên đây bắn trúng Kiss được. Đấy, nói chung là đây là cái cách di chuyển ở trong kéo tâm mọi người. Mình cứ đơn giản thôi, nhiều bạn đừng có phức tạp hóa bằng cái việc là múa nhiều quá. Múa nhiều quá là bắn không trúng viên nào mọi người, nó nhức đầu thêm ấy. Nên là chúng ta cứ bắt được tâm rồi mình kéo ra ha. Đó, áp sát mọi người, rồi lấy tâm, rồi kéo. Nó rất là dễ, nó cũng không có gì khó. Chỉ quan trọng là chúng ta tập luyện nhiều thôi. Đấy. Ok, thì đây là tất cả 7 bước mà Kiss có trong video ngày hôm nay mọi người. Và Kiss đã tập cái này cũng được 3 ngày rồi. Cảm nhận rõ rệt là mình tiến bộ lên rất là nhanh. Di chuyển nhanh, kéo tâm headshot cũng khá là nhiều, nên là Kiss quyết định làm video chia sẻ ngay cho mọi người, để tất cả chúng ta có thể là bắn nó vui hơn ha. Rồi, thì clip của Kiss thì chắc là cũng sẽ dừng lại đây thôi. Mọi người xem mà thấy là nó hay á, thì cho Kiss xin một like, subscribe kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Kit nhé. Comment vài cái nè mọi người nhớ nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ thì chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui nha. Tạm biệt tất cả mọi người thôi. Bye bye nha.